Giai đoạn 3, con đường đệ tử chính thức. Trong những loạt huấn từ ngắn ngủi này, tôi không có ý định nói về giai đoạn đệ tử chính thức. Đã có nhiều sách vở được viết ra nói về giai đoạn này. Tôi đã trình bày đủ mọi khía cạnh thực tiễn về vấn đề đó trong những sách của tôi và tưởng không cần lặp lại nữa. Những sách nói về con đường đệ tử do Hội Thông Thiên Học xuất bản đã trình bày đầy đủ về con đường dự bị. Tôi đã giảng giải về con đường đệ tử với nhiều chi tiết. Những ẩn chứng xuất hiện trên con đường đệ tử chính thức đều được biết rõ nhưng không thể diễn tả với nhiều chi tiết. Chúng khác nhau tùy mỗi người và tùy nơi cung của y. Chư môn đệ hãy nhớ rằng những ấn tín đó có xảy ra với những mức độ rõ ràng khác nhau và ở những giai đoạn khác nhau trên đường đạo. Như chư môn đệ đã biết đó là một điềm báo mộng, một lời dạy tượng trưng hình tư tưởng của một chân sư, một cuộc tiếp xúc với chân sư trong cơn thiền định, một cuộc hội kiến trong đạo viện của chân sư. Ba loại ấn chứng đầu tiên thường là kinh nghiệm của người đệ tử dự bị, còn hai loại sau cùng là kinh nghiệm của đệ tử chính thức. Những ấn chứng D1O có hình bóng trên cõi trung giới. Trong trường hợp này, chúng không phải là ảo ảnh hay ảo giác mà thật ra là mầm giống hay sự bảo đảm về những kinh nghiệm tương lai trên đường đạo. Nhiều người đã thấy hình tư tưởng của các chân sư vì những hình tư tưởng đó có thật. Họ cũng nhận được những lời dạy tượng trưng trên cõi trung giới hay trên giấc mộng. Khi đó, những kẻ sơ cơ, thiếu kinh nghiệm thường hay có thái độ như sau. Một là đánh giá quá cao kinh nghiệm của họ và tin rằng đó là ấn chứng của một trình độ tâm linh cao. Họ bắt đầu dựa vào ấn chứng đó hoặc coi nó như loại kinh nghiệm thông linh thấp thỏi và bất hảo. Người đệ tử chính thức có nhiệm vụ giải thích ý nghĩa của loại kinh nghiệm đó cho người đạo sinh sơ cơ. Những đệ tử hoạt động tâm linh nên nhớ rằng do hậu quả của chiến tranh, của sự khủng hoảng, căng thẳng thần kinh và nguyện vọng hướng về kỷ nguyên mới, những giấc mộng hay linh thị, những lời dạy tượng trưng, những hình tư tưởng xuất hiện đó sẽ tăng ra một cách thường xuyên và là các ấn chứng của sự tăng trưởng và phát triển. Những kinh nghiệm đó là những bảo đảm cho sự mở rộng kiến thức trong tương lai và là những dấu hiệu của một thành tính tương đối khả quan của người đệ tử. Các đệ tử phải luôn luôn nhớ rằng họ tiến bộ bằng cách giải đáp những câu hỏi của chính tự họ đặt ra. Nhiệm vụ của chân sư không phải là trả lời câu hỏi mà người đệ tử với ít thì giờ chịu khó suy nghĩ, có thể tự giải đáp lấy. Các ngài chỉ gợi ý hoặc gieo vào trí óc người đệ tử loại câu hỏi phù hợp với tư tưởng của y và khích động thượng trí của y để cho y có thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Bởi vậy, chư môn đệ có thể thấy tầm rõ mức quan trọng của toàn thể vấn đề đặt câu hỏi và trong một nhóm hay đạo viện của chân sư, việc giải đáp những câu hỏi do cá nhân người đệ tử hay toàn nhóm đưa ra có ảnh hưởng như thế nào đối với tập thể của nhóm. Khi đó thì công việc đặc biệt của chân sư chính là khích động cho lạc viện đạt những câu hỏi đó. Nó sẽ đưa đến sự mặc khải chân lý. Một vị chân sư luôn luôn nhớ hai điều này, một là trạng thái tâm linh của nhóm. Điều này phải tùy nơi mức độ rung động tập thể của tất cả những thành viên trong nhóm. Ngoài ra còn phải kể thêm sự ứng đáp toàn diện của toàn thể đạo viện. Một trong những sự khó khăn mà tất cả các đạo viện đều gặp phải là tiếp thu những đệ tử và các thành viên mới dù lẻ loi hay cùng nhóm. Một câu hỏi được nêu ra là, trong một đạo viện mà thành phần đệ tử tương đối mới và những người mới bắt đầu bước vào đường nhập môn, bằng cách nào một nhóm đó có thể dần dần trở nên nhạy cảm đối với sự rung động của toàn thể đạo viện và đối với chân sư? Câu hỏi này thật ra nó có bao hàm một vấn đề lớn giữa phàm ngã và chân ngã, giữa chân sư và đệ tử và giữa nhân loại với hội đồng tiên thánh. Đó là vấn đề thể hiện sự hợp nhất căn bản và chấm dứt cách biệt, phân ly. Các đệ tử cần phải tập tránh sự phân biệt giữa những khía cạnh của lạc viện bên trong và bên ngoài, nội môn và ngoại môn, giữa một số ít thành viên mà họ được biết với đa số mà họ chưa biết. Một đạo viện là một nhóm đệ tử, cao độ thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau, những đệ tử ngoài thế gian và những đạo sinh sơ cơ mới bước vào đường đạo. Họ không nên phân biệt đạo viện nọ với đạo viện kia mà chỉ nên nghĩ đến một đạo viện tổng hợp chung cho tất cả. Bí quyết để thực hiện điều đó là cường độ tâm linh, tức là hoạt động từ một điểm trụ này tập trung tinh thần, nó đưa đến sự mặc khải thiêng liêng. Chừng đó, người đệ tử có thể thu thập trong một ngày những gì mà lẽ ra y phải mất đến nhiều tháng hay nhiều năm mới học được. Điểm trụ này khi tập trung đúng cách là một quyền năng giải tỏa năng lực rất lớn. Nhiều đệ tử tập trung sai lạc và giải tỏa năng lực sai đường lối. Một điểm trụ tinh thần đúng đắn trước hết được thực hiện bằng sự định hướng đúng đắn. Lần này cần có một ý thức chân xác về giá trị của sự vật trần gian và sự từ bỏ những điều bận rộn nhỏ nhặt làm phân tán tinh thần thay vì gom vào một điểm trụ nhất định. Thí dụ, nếu người đệ tử bận lo nghĩ về tình trạng sức khỏe thể chất của mình,
y sẽ không tập trung tinh thần vào một điểm trụ nó làm cho y trở nên một trung tâm từ điển để ban phát thần lực và tình thương. Nếu y bận nghĩ đến lỗi lầm của những kẻ khác hay dư luận của người khác nghĩ về mình, y cũng sẽ không thể định tâm vào điểm trụ để giải tỏa năng lực hầu giúp đỡ kẻ khác. Các đệ tử phải cố gắng phát hiện những điểm phân tán, loạn động của mình rồi gom tâm thức vào điểm trụ ở nội tâm và tự đó họ có thể điều khiển năng lực chân ngã một cách ý thức và hữu hiệu. Đó là công phu tu luyện bí pháp chân chính. Phần nhiều đệ tử không có đến 60% hiệu năng hoạt động vì tinh thần của họ bị phân tán loạn xạ trên khía cạnh phàm ngã chứ không tập trung vào một điểm trụ nhất định. Mỗi đệ tử phải tự khám phá lấy cái điểm trụ tâm linh riêng của mình. Lý do vì sao các đệ tử không nhạy cảm đối với chân sư, với sinh hoạt của ngoài chu vi của tâm thức chứ không ở tại trung tâm. Bởi đó, công việc phụng sự của họ chỉ hữu hiệu có một phần, tinh thần hiến dâng của họ rất kém. Họ đắm chìm trong sự bất động không nghĩ đến kẻ khác và bận rộn nhiều với khía cạnh hình hài vật chất của cuộc đời. Một câu hỏi khác cũng có thể được nêu ra về một câu mà tôi đã cố tình dùng nhiều lần trong những huấn từ này. Sự dị biệt giữa tình thương và ý muốn thương yêu như thế nào? Câu hỏi này luôn luôn được nêu ra trong những giai đoạn đầu của đường đạo. Nó vốn căn cứ trên một ý thức nhu cầu cá nhân cũng như nhu cầu tập thể. Nó cũng chỉ ra một sự phân tích tỉ mỉ giúp cho người đặt câu hỏi biết sự khác nhau giữa lý thuyết cộng với sự cố gắng và sự phát biểu tự nhiên một tâm trạng tự hữu, không gượng ép. Ý muốn thương yêu bao hàm ý nghĩa nhìn nhận sự hạn hẹp ước muốn, gượng ép một vấn đề và nguyện vọng mãnh liệt muốn thương yêu thật sự. Nó không nói lên sự tuôn tràn năng lực của SHAMBALLA xuyên qua trung gian của chân ngã mà tính chất tư hữu của nó vốn là tình thương tự nhiên, không gượng ép. Khi nói đến quyết định thương yêu thì đương nhiên xuất hiện một vài thái độ hoặc tự nhiên và thuộc về một phàm ngã tiến hóa, hoặc bị gượng ép qua sự cố gắng chú ý đến chân ngã. Người đệ tử biết rằng y thiếu tình thương bởi vì y luôn luôn tự thấy mình sống tách rời, cô lập chứ không đồng hóa với những người khác. Y bị bực mình, khó chịu với những người khác. Y chỉ trích bạn đồng môn. Y có mặc cảm tự tôn đối với họ hoặc có ý nghĩ họ sai quấy. Còn ta phải, họ không hiểu điều này, điều nọ. Còn ta hiểu biết hơn họ chứ họ không biết được ta. Ta phải kiên nhẫn đối với họ trong giai đoạn này. Thái độ của y nhất định là ý muốn thương yêu, đồng thời y có sự nhận định sâu xa về những nhóm chướng ngại trong sự biểu lộ tình thương do bởi kẻ khác gây ra và cũng do bởi những thói quen cảm nghĩ riêng của mình. Tất cả đều là một hình thức ích kỷ của bản ngã. Phương pháp chân chính đưa đến tình thương là sự suy gẫm, thiền định thâm sâu và thường xuyên về ý nghĩa, nguồn gốc và sự biểu lộ tình thương qua động tác của linh hồn cùng những tính chất và mục đích của tình thương. Phần lớn sự suy gẫm của người đạo đinh vốn căn cứ trên sự nhận thức từ bên trong rằng thật ra y không thương yêu một cách tự nhiên, dễ dàng và không gượng ép. Bởi vậy, người đệ tử vẫn bám chặt lấy bản ngã của mình và nghĩ rằng bây giờ ta đang thương yêu đây, lúc này ta không có tình thương. Nay ta phải thử mở rộng tình thương. Tuy thế, nhưng thái độ đó không phải thật sự là tình thương bởi vì người đệ tử đồng hóa với chính mình và tập trung vào phàm ngã. Tình thương không bao giờ có thể tạo ra nơi phàm ngã thấp hèn. Nó là một sự tuôn tràn tự do, không chướng ngại từ chân ngã cao siêu. Tình thương đột khơi tự nhiên và luôn luôn hàm xúc tinh thần tự do của đấng Christ. Tôi cho rằng không có gì diễn tả tính chất tình thương đúng hơn lời diễn tả của Thánh Paul. Hãy đọc lời định nghĩa tình thương của Ngài trong quyển Tân Ước. Hãy từ bỏ quan niệm muốn thương yêu và hãy nhấn mạnh trong tâm thức mình những nhu cầu của kẻ khác đòi hỏi sự thông cảm, chú ý, trợ giúp và lòng tự ái. Sự cô lập của các đệ tử thường đi kèm với sự kiện hướng nội của tất cả những người mà họ tiếp xúc và sự bận tâm mãnh liệt của người đạo sinh sơ cơ về sự tiến bộ của cá nhân của mình. Người sơ cơ kêu gào hãy nói cho tôi nghe đi. Người đệ tử nói hãy trợ giúp trong việc phụng sự. Hãy tự quên mình. Thế gian đang cần đến anh. Có rất nhiều đệ tử còn đang sống khép chặt, thu hình ẩn núp đằng sau bức rào bản ngã và không ban giải tình thương thật sự. Hiệu năng phụng sự của họ bị ngăn trở. Cho đến khi nào họ vượt qua khỏi bức rào phàm ngã và thật sự biết thương yêu, chúng ta đã xem xét sơ qua những giai đoạn của đệ tử và sơ cơ và trong ánh sáng. Một số đông đệ tử hiện nay đã vượt qua khỏi giai đoạn này. Tuy nhiên cũng cần làm sống lại những kinh nghiệm đó và nhu cầu này còn để lại sau nhiều công việc mà các đệ tử và đạo đồ đang làm trong lúc này. Ngày nay, nhiều người khác đang trải qua giai đoạn đệ tử chính thức. Như mọi người đều biết điểm then chốt của giai đoạn này là thiết lập sự tiếp xúc với chân sư.
Nhiệm vụ đầu tiên của chân sư là khêu gợi sự đáp ứng trực tiếp và phản ứng hữu thức của người đệ tử. Cùng với những phản ứng này, chân sư còn xem xét tinh thần vô tư của người đệ tử trong cách xử sự với ngài và các bạn đồng môn, vì đức vô tư là bước đầu tiên trên con đường đưa đến tình thương và thông cảm. Những đệ tử chân thành nhất đều tập trung cố gắng vào sự thương yêu lẫn nhau, như vậy là họ đặt cái cày trước con trâu. Trên hết mọi sự, họ phải thực hiện sự vô tư trong phép xử thế trước đã, vì khi đó thì mọi sự chỉ trích sẽ không còn và tình thương mới nảy nở. Chân sư cũng xem xét các đệ tử có cố gắng làm việc trên một quy mô rộng lớn hơn và bao quát hơn chăng trong công việc của ngài trên thế gian. Ngài để cho họ tự do làm theo ý riêng, nhưng chắc chắn là ngài dò xét xem những cố gắng của họ có đi theo những đường lối hoạt động đúng như ý ngài muốn hay không. Để thực hiện sự cố gắng quan trọng và mệt nhọc này, phải có khả năng tập trung vào công việc với những nhu cầu của nó và khả năng hợp tác với những người cũng làm công việc tương tự. Điều này cũng lại cần có đức vô tư và nhận định đúng mức. Chân sư đang tìm kiếm những kẻ có tinh thần hiến dâng cho những nhu cầu của nhân loại trong cơn khủng hoảng, hấp hối của thời buổi hiện tại. Điều này cần có sự nhạy cảm với những nỗi đau khổ của thế gian, như những việc thế sự hàng ngày vẫn chứng minh rõ ràng. Nó cũng cần có sự rừng rưng siêu thoát đối với những biến cố bên ngoài trong sự sinh hoạt của phàm ngã và một ý thức về tỷ lệ để giúp cho người đệ tử nhìn thấy tầm mức nhỏ bé của những sự việc cá nhân trên các phương diện thể chất, tình cảm và trí não so với đại cuộc toàn thể. Một lần nữa, chúng ta lại cần đến đức vô tư như lần này là sự vô tư đối với những phản ứng riêng tư của mình. Bởi vậy, chân sư đương nhiên phải xét kỹ xem sự phí tốn thì giờ và năng lực mà ngài ban cho những thành viên trong nhóm hay đạo viện của ngài có được sử dụng đúng chỗ hay không. Ngài cũng xét xem do hậu quả của sự trợ giúp của ngài. Nhóm đệ tử có tăng gia công tác phụng sự và đoàn kết chặt chẽ hơn chăng trong tình huynh đệ đồng môn để cho họ bớt đặng nặng vấn đề phàm ngã mà phải sống với chân ngã trên cương vị một nhóm tập thể đại đồng. Đức cố tư cũng phải được phát triển trong mối liên hệ với chân sư. Ngài không có ý làm cho nhóm đệ tử được thỏa mãn với chính mình, hài lòng với quả vị hay công tác phụng sự của mình. Trong những việc tiếp xúc rất hiếm với các đệ tử, ngài thường nhấn mạnh về những sự thất bại và thiếu sót của họ. Ngài không phải chỉ đem đến cho họ những giáo lý và cơ hội phụng sự. Công việc của ngài trước hết là giúp đỡ họ tự tách rời khỏi khía cạnh thể chất hình hài của đời sống và tự chuẩn bị để thực hiện một vài công cuộc phát triển tâm thức. Ngài chấp nhận sự hiến dâng và lòng mong ước phụng sự của họ như một việc đương nhiên và đã chứng minh điều đó bằng cách thu nhận họ vào nhóm đệ tử của ngài. Khi ngài làm như vậy, ngài cũng đảm đương lấy trách nhiệm, chuẩn bị cho họ được điểm đạo. Bổn phận của chân sư không phải là vỗ về, khen ngợi các đệ tử về những công tác mà họ đã làm và sự tiến bộ mà họ đã thực hiện. Nhiệm vụ của ngài là theo dõi chặt chẽ tính chất rung động của họ và chỉ cho họ thấy những gì cần phải thay đổi trong thái độ và ngôn ngữ. Làm cách nào để phát triển sự sinh hoạt tâm linh và điều chỉnh phàm ngã để đạt tới sự tự do khoáng đạt hơn và hiệu năng phụng sự tốt đẹp hơn. Nếu phương thức áp dụng này gây nên sự bất mãn và thất vọng nơi người đệ tử, thì đó là dấu hiệu chỉ rằng họ vẫn còn mắc kẹt nặng trong những phản ứng của phàm ngã. Có điều mà các đệ tử thường hay quên là chân sư phải bảo vệ toàn thể đạo viện chống lại phản ứng của những người còn đang tập sự công tác trong những nhóm nhỏ hơn và đang hợp tác với những nhiều kinh nghiệm hơn. Đôi khi những đệ tử bị ngã lòng thối chí do bản tính tự nhiên hay buồn chán, hướng nội, hôn trầm, cũng có khi do sự thiện chí và tìm cách rút lui ra khỏi nhóm hay đạo viện. Họ chỉ có thể rút lui về phương diện ngoại môn hay hình thức mà thôi, bởi vì sợi dây liên lạc nội môn luôn luôn vẫn còn tồn tại. Tuy rằng nó có thể tạm thời bị xóa bỏ vì toàn nhóm tập thể cần phải tự bảo vệ chống lại phản ứng riêng rẻ của một đơn vị nào đó trong nhóm, những thành viên của một đạo viện và những đệ tử chính thức luôn luôn làm công tác một cách hữu hiệu ngoài thế gian. Những kẻ sơ cơ và những người mới bắt đầu gia nhập còn phải được huấn luyện để tham gia vào công tác đó và có nhiều cơ hội được đưa đến cho họ để làm công tác đó. Sẽ đến lúc có những thời kỳ mà người đệ tử phải đương đầu với những câu hỏi rõ ràng nhất định. Trong việc giải đáp những câu hỏi đó, họ sẽ tự phát hiện lấy mình và khám phá ra tầm mức, quy mô và hiệu năng của công tác phụng sự mà họ được yêu cầu đóng góp. Một vài câu hỏi đó có thể được đặt ra như sau: công việc của tôi có hiệu quả ra sao trong mối tương quan với lĩnh vực hoạt động của tôi? Sự suy tư và đạt kế hoạch của tôi có hiệu quả ra sao trong sự tương quan với những gì có thể xảy ra trong tương lai tiếp cận? Một thí dụ hợp thời là những kế hoạch cho một thế giới hậu chiến và nhu cầu hoạt động xây dựng tâm linh một cách sáng suốt thông minh. Tôi có thể nhìn nhận những thành tích nào như là kết quả những việc làm của tôi?
Tôi cảm thấy rằng công việc làm của tôi được tốt đẹp mỹ mãn chăng, xét theo quan điểm chân ngã của tôi và theo quan điểm của chân sư. Tôi có làm việc một cách vô tư chăng trong sự liên hệ tương quan với các bạn đồng môn và với những người đồng lao công tác, bất luận quả vị hay đẳng cấp. Tôi có luôn luôn giữ gìn được chăng tinh thần hợp tác trong tình thương cần thiết. Tôi có thành thật nhìn nhận chăng những khuyết điểm của riêng tôi và của các bạn đồng môn và im lặng xúc tiến công việc với những người phụng sự chung với tôi mà không chỉ trích. Tôi có nhận định đúng vị trí hiện tại của tôi chăng? Ai là người mà tôi có thể giúp đỡ? Ai là người mà tôi phải nhìn lên để noi gương, để tìm sự giúp đỡ và thông cảm? Một trong những bài học đầu tiên mà người đệ tử phải học là nhìn nhận điều mà huyền môn gọi là tiến trình đẳng cấp. Điều này giúp cho người đệ tử tự đặt mình một cách ý thức vào điểm tiến hóa và phát triển tâm linh của mình để nhận biết những ai là người mà y có thể giúp đỡ do kinh nghiệm bản thân và ai là người mà y phải hướng về để tìm sự giúp đỡ tương tự. Đó là một bài học khó đầu tiên. Người sơ cơ luôn luôn tự dối mình một cách ý thức hơn là người đệ tử già dặn và có kinh nghiệm. Vì cần hiểu rõ sự kiện về tiến trình đẳng cấp này mà tôi mới chọn đề tài 6 giai đoạn trên đường đạo làm đề tài học hỏi. Làm một người đệ tử không có nghĩa là tất cả những thành viên trong một đạo viện gồm đủ mọi đẳng cấp. Từ đẳng cấp của người sơ cơ mới đi qua bước đầu tiên trên đường đạo gay go hiểm trở, đến quả vị của một đệ tử đạt đến trình độ một chân sư minh triết. Tiến trình đẳng cấp là một điều cần được nghiên cứu kỹ. Hãy nhớ định luật tâm linh sau đây. Chúng ta tiến hóa do những điều kiện nhận thức của mình. Một điều nhận thức khi nó được coi như một khía cạnh hay một phần nhỏ của một toàn thể rộng lớn là cái mầm giống của một sự phát triển tâm thức lớn lao. Một sự phát triển tâm thức cố định là dấu hiệu của sự điểm đạo. Đó là một giáo điều huyền môn rất quan trọng. Các đệ tử cần trau dồi thái độ nhận thức tâm linh. Nhờ đó họ sẽ thấy rằng đời sống của họ sẽ được phong phú hơn. Sự tiếp xúc với những đệ tử cao niên, đạo đồ và chân sư luôn luôn khêu gợi nguồn cảm hứng tâm linh do thái độ ấy đưa đến. Cái quyền năng mà họ sử dụng một cách thông thường và vô ý thức có một ảnh hưởng song đôi. Nó khích động phần tốt lành nhất và cũng khêu gợi phần bất hảo nhất trong khi nó đặt người đệ tử vào những tình thế mà y phải giải quyết. Mỗi đệ tử là một điểm tập trung thần lực đến một mức độ nhất định. Người đệ tử càng tiến hóa cao, nguồn thần lực tỏa ra từ con người y càng lớn. Điều này đương nhiên đưa đến tình thế mà người đệ tử ở cấp thấp hơn phải đối phó. Người đệ tử chân chính không bao giờ làm điều ấy với sự dụng tâm. Có những môn phái cho rằng người trưởng tràng hay đệ tử cao siêu phải đặt người đạo sinh sơ cơ vào một tình thế giả tạo nào đó để rèn luyện họ. Đó là một điều trái ngược với định luật huyền môn. Tuy nhiên, khi người đệ tử bước vào vòng ảnh hưởng của vị chân sư hay một đệ tử cao niên, thì có vài sự kiện đương nhiên xảy đến trong đời y. Ảnh hưởng rung động từ điển của các vị ấy sẽ hữu hiệu khi nó được tiếp nhận đúng cách và sử dụng một cách ý thức để đem lại những biến đổi cần thiết. Sau cùng, khi rung động từ điển của người đệ tử được điều hòa và ứng đáp với những rung động thanh cao hơn, thì chừng đó cả hai loại rung động có thể được hòa hợp với nhau. Chính sự hòa hợp đó là đặc điểm của tất cả mọi đẳng cấp dưới có thể được thu nhận vào cấp đẳng cao hơn. Sự hòa hợp là chìa khóa của sự điểm đạo.